Xin chào khán thính giả của Báo Thanh Niên. Tôi tên là Đào Thị Hiền, Á hậu 1 của Miss World Việt Nam 2023. Xin chào khán thính giả của Báo Thanh Niên. Mình là Huỳnh Minh Kiên, Á hậu 2 của Miss World Việt Nam 2023. Như vậy là đã gần 48 giờ sau khi đăng quang rồi đúng không? Vậy thì không biết là cái cảm xúc của Hiền cũng như là của Kiên bây giờ như thế nào? Hiền cảm thấy là cho đến bây giờ đã là 2 ngày trôi qua rồi, nhưng mà Hiền vẫn đang cảm thấy chưa quen với lại cái danh hiệu của mình, và mình đang được mọi người để ý như thế, em vẫn chưa thật sự thích nghi được với điều đấy. Với Kiên thì sau khi đạt được danh hiệu Á hậu 2, có rất nhiều điều mới, cũng như là Kiên đã bước sang một trang mới, nhận được nhiều sự yêu thương cũng như là ủng hộ từ tất cả mọi người, cũng như là lời chúc phúc của tất cả mọi người rất là nhiều. Sau 2 ngày đăng quang thì cảm xúc của mình vẫn như ban đầu, vẫn bất ngờ, vẫn biết ơn và vẫn hạnh phúc, tự hào về thành tích mà mình đạt được. Lúc nãy thì Kiên có nói một câu, đấy là một cái trang mới của mình, một cái trang mới trong cuộc đời của mình. Vậy thì bạn có thể chia sẻ rõ hơn về cái cụm từ này? Trước khi mà tham gia cuộc thi, Kiên vẫn là một cô gái dè chừng về bản thân, dè chừng về sự mình không đủ sự tự tin, cũng như là không dám nói ra những điều mà trước giờ mình chưa từng nói. Sau khi mà tham gia cuộc thi rồi, Kiên chia sẻ nhiều hơn, trưởng thành và bản lĩnh hơn rất là nhiều. Thì cái thành tích mà mình đạt được là một cột mốc lớn, cũng như là một thành tựu trong cuộc đời của mình. Thì việc đó đã khiến cho Kiên bước sang một trang mới, đồng nghĩa với việc là Kiên có nhiều cơ hội mới, cũng như là có những bước tiến mới nhiều hơn, cho nên là Kiên đã dùng cụm từ này. Đến bây giờ thì chúng ta đã có cái thời gian để mình trò chuyện với bố mẹ, với gia đình của mình chưa? Với Hiền thì từ cái lúc mà đăng quang thì Hiền mới gặp bố mẹ sau khi mà bố mẹ lên sân khấu để chụp hình với em, sau khi mà em đã chụp hình với lại các nhà tài trợ. Thì lúc đấy cũng có tâm sự qua, có nói chuyện qua với bố mẹ rồi, và bố mẹ cũng rất là vui và Hiền nhìn thấy được cái sự tự hào đó trong ánh mắt của bố mẹ. Thì từ lúc đấy đến bây giờ thì cũng hơi nhiều lịch trình và Hiền vẫn chưa nói chuyện với bố mẹ lần thứ hai. Thế nên là cũng cố gắng để có thể sắp xếp về với bố mẹ một hôm. Với Kiên thì sau khi mà Kiên đăng quang với danh hiệu Á hậu thì Kiên đã gặp mẹ cũng như là gặp người thân, chị gái và em gái của mình ở dưới sân khấu. Hạnh phúc lúc đó rất là vỡ òa. Và nếu như mà mọi người có theo dõi thì Kiên đã có gặp mẹ và chia sẻ cái cảm xúc hạnh phúc đó với mẹ ngay thời khắc đó. Tới bây giờ thì mình vẫn chưa gặp lại mẹ trực tiếp, tại vì cũng một phần là do lịch trình, và mẹ thì cũng không thể nào mà từ Quy Nhơn mà bay về Sài Gòn để mà gặp mình liền được. Cho nên là hứa hẹn trong tương lai sắp tới, một thời gian gần đây, mình sẽ đoàn tụ cùng với gia đình. Như vậy là chúng ta đều đang mong mỏi một cái lịch sớm nhất để được gặp những người mà mình yêu thương. Ngay sau khi mà Hiền đăng quang thì có một cái cụm từ, đấy là gì? Cư dân mạng có một cái cụm từ, đấy là thế là bây giờ sẽ không gọi là em gái của Đào Thị Hà nữa, mà sẽ gọi là chị gái của Á hậu 1 Đào Thị Hiền. Vậy thì không biết là em có những cái chia sẻ như thế nào trước những cái lời bình luận này của khán giả? Khi mà trước đây em thấy mọi người nhắc đến em là em gái của Đào Thị Hà thì đối với bản thân em lúc đó em cảm thấy là cũng bình thường, và em cũng cảm thấy vui. Em cũng không áp lực bởi cái câu nói đấy, bởi vì là có chị gái là một người nổi tiếng như thế và có những thành tích như thế thì chắc chắn là em sẽ tự hào về chị. Và lúc đấy thì mọi người nhớ đến em là em gái của chị Hà thì cũng đúng. Còn bây giờ thì em tin chắc rằng khi mà mọi người có nói là chị Hà là chị gái của Á hậu 1 thì chắc chị Hà cũng cảm thấy đây là một câu nói vui thôi, chứ cũng không có cái gì gọi là áp lực hay là nặng nề cả. Và em nghĩ là hai chị em đều có hai cái màu sắc khác nhau và ai cũng đang nỗ lực cố gắng trên cái con đường của riêng mình. Thế nên là dù là gọi là gì đi chăng nữa thì chị em vẫn rất là yêu thương và tự hào về nhau. Trong cái hôm mà sau khi Hiền đăng quang thì mình có cái cũng may mắn là được trò chuyện với Hà. Hà có nói là bụt chùa nhà không thiêng, nên là gì, là trong cái hành trình mà Hiền đi thi Miss World Việt Nam 2023 thì cũng có hai chị em cũng có tương tác, cũng có tâm sự với nhau để mình có thêm những cái kinh nghiệm, nhưng mà ở đâu đó thì Hiền học cái kỹ năng từ một cái người thầy khác. Thì bạn có thể chia sẻ một xíu về cái hành trình bạn đến với Miss World, với việc là bạn học hỏi những cái kinh nghiệm từ những cái người thầy, người cô chuyên về catwalk hay là về lĩnh vực người mẫu?
Thì lúc mà em tham gia cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 thì em cũng tự chủ động để có thể bản thân mình sắp xếp tất cả mọi thứ, và mọi thứ đều là em cố gắng gọi là tự mình đi, tự chuẩn bị. Còn về việc mà có chị là người đã có cái kinh nghiệm và là người gọi là đã có những cái bước đi từ trước thì chị Hà nói cũng đúng, cũng có thể là bụt nhà không thiêng. Thế nên là chị Hà cũng có giới thiệu cho em qua một người thầy là bạn của chị Hà để em học kết quốc. Thì em cũng có học một số kỹ năng khác, đều là mọi người giới thiệu nhau và em cũng tự tìm hiểu để em có thể tìm đến để học, để trau dồi bản thân mình tốt nhất có thể mang đến với cuộc thi. Vậy thì trong cái thời gian mà mình đến với Miss World 2023 á, thì không biết là Hiền có những cái áp lực nào, có thể là từ phía khán giả hay là trong cái môi trường nhà chung, hay là mình có bị một cái áp lực nào đó từ chính gia đình của mình luôn mong mỏi là sẽ có, bởi vì là Hà đã thi và Hà thì không may mắn là Hà chỉ dừng ở top 5 thôi đúng không? Vậy thì khi mà Hiền đến với cái cuộc thi đấy thì gia đình mình có kỳ vọng quá nhiều là sẽ cố gắng để làm sao đó, dĩ nhiên là sẽ không không có thể dùng từ phải, bởi vì một cái cuộc thi thì mình sẽ còn chưa biết được kết quả như thế nào đúng không? Nhưng mà em có bị áp lực nào từ phía gia đình không? Thật ra thì em rất là may mắn, em sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ rất là tâm lý. Bố mẹ không bao giờ gọi là đặt áp lực lên con hay là con phải như thế này, con phải như thế kia. Từ bé đến lớn bố mẹ đều để cho bọn em tự chủ động và tự lập từ nhỏ. Và đối với em thì là trong gia đình em vì là đề cao cái tính tự lập như thế nên là mỗi người có một cái con đường riêng của mình để bản thân mình tự bước đi và tự chịu trách nhiệm với lại cái quyết định của mình. Thế nên là em thì tất nhiên là em không có bất cứ một cái áp lực nào từ gia đình hay là từ bất cứ ai, mà em làm mọi thứ thì trong cuộc thi thì không hề có một cái áp lực nào mà chỉ có động lực thôi. Và những cái sự kỳ vọng từ người khác thì em cũng không rõ, nhưng mà em đi thi em chỉ tập trung vào bản thân mình thôi. Em không để ý những thứ xung quanh, mà bản thân em muốn hướng đến Đào Hiền ở một phiên bản tốt nhất có thể và cũng làm hết sức mình, thì đó là đã là điều thành công của em rồi. Với lại là em đi thi với tâm thế rất là thoải mái, em không có đặt nặng là mình phải top nào, mình phải đạt được cái gì. Thế nên là em đi thi trong lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan. Thì em nghĩ đó cũng là một điều hay ho ở em trong cái cuộc thi này. Có một số ý kiến cho rằng là không biết là với cái sự có một cái kinh nghiệm của chị gái đi trước cũng như là một sự hậu thuẫn từ phía chị gái rồi từ phía gia đình thì đâu đó đã tạo lên một cái kết quả của Đào Thị Hiền, tức là những cái xúc tác về cái câu chuyện về mua bán giải. Vậy thì bạn có chia sẻ gì về điều này? Về cái câu chuyện mua bán giải thì em nghĩ là cái này cũng không có gì để mà giải thích hay là gì, bởi vì bản thân em vốn dĩ là bản thân mình tự đi và cũng không có bất cứ một cái sự hậu thuẫn nào, và em cũng muốn tự đi nữa, bản thân em cũng tự đi và cũng muốn tự đi là thứ nhất. Thứ hai nữa là cũng không có một cái gì để mà nói là căn cứ là có cái sự hậu thuẫn, bởi vì chị Hà cũng không đến cái mức mà có thể giúp đỡ em nhiều như thế. Và em nghĩ rằng là nếu mà kể cả có cái việc đó, những cái việc đó ở trong cuộc thi thì nếu mà mình như thế thì chiến thắng đó nó cũng không vẻ vang gì. Thế nên là em thấy cái này không có gì để nói, bởi vì là không có kiểu vàng thật không sợ lửa ấy ạ. Chị cũng tin là những cái gì mà em thể hiện ra thì mọi người sẽ dần dần có những cái sự thay đổi đó. Rồi còn với Kiên thì có thể thấy là ngay trong đêm trong trong cái buổi họp báo ngày hôm đó thì em cũng đã có những cái chia sẻ rất là thật về gia đình của mình. Chị cũng có cơ hội được nói chuyện với mẹ. Và thực sự là chị rất là ngưỡng mộ cái tinh thần mà em độc lập. Em có thể là đâu những cái việc mà mình vượt qua những cái ranh giới của độ tuổi để bước lên được như bây giờ. Vậy thì cái động lực mà đưa Kiên đến với cuộc thi này là gì? Trước mắt thì Kiên đã tham gia cuộc thi ban đầu với những bước đi chập chững. Kiên tham gia vào cuộc thi á, thì Kiên cũng không nghĩ là mình sẽ đặt ra cho mình một cái mục tiêu cao như là đạt danh hiệu cao nhất hoặc là trong top 3 gì cả, mà Kiên đi thi với tinh thần là
mọi người ủng hộ, và cũng như là Kiên cũng muốn bản thân mình vượt ranh giới như chị nói, là không còn tự ti rụt rè và dám chứng minh nhiều hơn, và dám nói, dám chia sẻ câu chuyện của mình nhiều hơn. Và cũng như là Kiên rất là muốn trải nghiệm, học hỏi từ cuộc thi, bởi vì Miss World Việt Nam là một cuộc thi nhan sắc có đổi tính và ảnh hưởng lớn, cho nên là Kim muốn học hỏi, dù là ít thôi nhưng mà vẫn có thể tham gia được các dự án, cũng như là được va chạm và có những mối quan hệ mới từ những người giỏi hơn mình, thì một phần nào đó mình sẽ bị ảnh hưởng, cho nên là đi thi với tâm thế như vậy thôi. Nhưng mà sự nỗ lực của mình đã đưa mình được vào chung kết. Thì ở phần thi ứng xử, mình đã được vào top 5, là mình nghĩ rằng là top 5 là một cái top là một thành tích cao và cũng là quá sâu đối với bản thân mình rồi. Nhưng mà ở phần ứng xử, Kiên nghĩ trong đầu là bây giờ đây là một khoảng thời gian nước rút, cũng như là một chặng đường, một giây phút, một nhịp cuối cùng rồi, mình sẽ cố gắng hết sức và cũng như là tâm huyết của mình đặt vào câu trả lời rất là nhiều, và mình quyết tâm ngay lúc đó. Cho nên là khi mà mình được Á hậu 2 thì cảm xúc của mình, như khán giả cũng đã thấy, mình vỡ òa và vô cùng biết ơn bản thân mình đã làm được một cái thành tích lớn như vậy. Đến thời điểm mà mình đã có được một cái vị trí, mình nhìn lại quá khứ thì không biết là Kiên có một cái suy nghĩ gì để thực hiện tốt hơn nữa những cái mà em đang ấp ủ. Khi mà mình đã có danh hiệu và cũng như là có một vị trí nhất định rồi, thì mình sẽ lấy đó làm đòn bẩy cũng như là động lực để cho mình phát triển nhiều hơn. Và cũng như là Kiên tham gia vòng Người Đẹp Nhân Ái hay là Người Đẹp Bản Lĩnh, Kiên đã chia sẻ câu chuyện và cũng như là mục tiêu mà mình đã muốn mang đến cuộc thi, là mình sẽ hướng về một xã hội tốt đẹp, một sự màu hồng, một xã hội hồng của sự hạnh phúc và yêu thương. Thì khi đã có danh hiệu rồi thì mình sẽ thực hiện những cái lời hứa đó, cũng như là dự án nhân ái dành cho các bệnh nhân ung thư vú nữ chiến binh hồng vẫn còn đang dang dở, và còn một lời hứa về việc hiến tóc của BCNV thì mình sẽ thực hiện nó trong thời gian tới và sẽ làm một cách trọn vẹn nhất. Còn với mẹ, một cái người mà đã rất tảo tần, một cái người mà đã hy sinh cho em rất là nhiều, thì em có chia sẻ gì cho cái việc làm sắp tới của mình với mẹ? Từ trước tới giờ, hơn ở độ tuổi 19 thì là 19 năm mẹ nuôi nấng và tảo tần về em rất là nhiều rồi. Đây cũng là lúc mà em chứng minh và để em báo hiếu cho mẹ nhiều hơn. Sau khi mà có được danh vị, sau khi mà có được danh hiệu thì em sẽ làm những gì mà trong khả năng và cũng như là giúp mẹ để trở thành trụ cột, chứ không phải là trước kia mẹ là trụ cột nữa, giúp đỡ một phần nào gánh nặng, và cũng như là sẽ là một người con trưởng thành và báo hiếu với mẹ, chứ không phải là một cô gái trước kia vẫn còn xin tiền mẹ hàng ngày nữa. Nhưng mà nếu như mà em đặt ra những cái câu chuyện về, có thể nó là không phải là, dĩ nhiên nó cũng là một cái mục tiêu, nhưng mà chị nghĩ là nó liệu nó có quá áp lực không? Bởi vì ngay khi em vừa mới lên được một cái ngôi vị Á hậu 2 và mọi người vẫn đang nói là không, cái cuộc thi này thì Kiên đến với cuộc thi này tìm cách để như là mình, như cái từ em nói lúc nãy là đổi mới cuộc đời của mình, thì chị không biết là liệu là khi mà em đang có tự đặt những cái áp lực đấy cho mình không? Không phải là trụ cột là mình sẽ lo và chu toàn hết tất cả từ A tới Z, mà là mình sẽ giúp đỡ một phần cũng như là giúp mẹ bớt gánh nặng. Mình còn, em còn có chị gái và chị cũng đang thực hiện trách nhiệm và cũng như là bổn phận của một người con, báo hiếu cho mẹ, báo hiếu cho đấng sinh thành của mình, và Kiên cũng vậy, không ngoại lệ. Chứ không phải là mình tự áp lực cho mình là mình phải làm quá nhiều điều lớn lao mà ngoài khả năng của mình để mà mình hứa hẹn, mà chỉ là Kiên đang muốn giúp đỡ, và cũng như là Kiên nghĩ người con nào cũng vậy cả, cũng luôn muốn giúp đỡ cho bố mẹ của mình để cho họ không khó khăn, hoặc là ở độ tuổi lớn rồi mà vẫn còn đi làm. Chị đã biết là công việc của mẹ em á thì nó cũng sẽ đi xa và không có nhiều thời gian dành cho con, bên cạnh con hàng ngày. Vậy thì liệu những cái điều đó có khiến cho tình cảm của em với mẹ có khoảng cách không? Thực ra thì không giấu giếm gì, Kiên đã chia sẻ rất là nhiều, mẹ là nguồn động lực và cũng như là một hậu phương vững chắc cho Kiên. Khi mà Kiên tham gia cuộc thi, cũng như là Kiên trước đó là một cô sinh viên đi học xa nhà ở thành phố Hồ Chí Minh,
mẹ luôn là người lo lắng, bảo ban và lúc nào cũng nhắc nhở tự biết mình làm con gái là phải ra đường, phải biết bảo vệ bản thân, cũng như là phải có cái đầu lạnh để mà không dính vào những cạm bẫy. Mẹ luôn luôn nhắc nhở em và giúp em trở nên thành một người con gái mạnh mẽ, bản lĩnh và không bị sa ngã vào những cám dỗ ngoài kia quá nhiều. Khi mà em tham gia cuộc thi thì mẹ lúc nào cũng động viên và nhắn tin an ủi, hỏi thăm sức khỏe, lịch trình của em có nhiều không và nhắc nhở em ngủ. Khoảng cách của hai mẹ con chắc chắn là không có khoảng cách nào cả, mà hai mẹ con rất là thân thiết với nhau. Và khi mà em yếu lòng nhất, mẹ chính là động lực và cũng như là một nguồn một niềm tin để mà cho em chứng minh được rằng là em vì mẹ và em sẽ cố gắng hết sức. Trong cái quá trình mà mình đến với nhà chung của Miss World Việt Nam 2023 thì cái hành trình đó có thể nói là sẽ có những người bạn cùng thi với em, có những cái hoàn cảnh khá giả và có một cái sự sung túc nào đó đầy đủ hơn. Thì có khi nào nhìn về mình Kiên thấy chạnh lòng không? Thực ra thì em đi thi em cũng không có đầu tư về những lớp học hay khóa học trước đó. Catwalk mang trên chân là một đôi giày hoa hậu. Những bước đi đầu tiên catwalk là khi em họp báo chung khảo. Và em đã cũng có một suy nghĩ là liệu là mình có bị nhạt nhòa so với những thí sinh mạnh khác không. Nhưng mà em nghĩ khi mà em nỗ lực trong âm thầm thì thành tích khi mà em nỗ lực trong âm thầm á thì em sẽ không bị áp lực quá nhiều, tại vì nếu mà em được nhiều người kỳ vọng thì em sẽ gây áp lực nhiều hơn nữa, tại vì nhỡ mà em không làm được thì em sẽ gây ra sự thất vọng đối với mọi người, cho nên là em cũng không quá tự ti so sánh bản thân mình, hoàn cảnh của mình so với các thí sinh khác, mà em chỉ tập trung vào những ngày luyện tập. Và giữa em và các thí sinh khác không có sự phân biệt hay là có khoảng cách gì cả, mà các thí sinh cũng như là chị Hiền, mọi người rất là thân thiết và yêu thương nhau. Vậy thì em có nghĩ là mọi người sẽ nhìn vào em sau khi em đăng quang, đấy là một chiến lược đâu đó của công ty hay là một cái sự đổi đời này nó sẽ rõ ràng hơn? Chiến lược em nghĩ là khi mà em tham gia từ đầu một cái quá trình hơn 3 tháng, cụ thể là 4 tháng, em đã nỗ lực và tham gia có những sự làm việc giữa các thầy cô catwalk, giữa các thầy cô vũ đạo và tham gia các vòng thi phụ, thì chắc chắn ban giám khảo họ là những người công tâm và cũng như là người có uy tín và tầm ảnh hưởng, họ sẽ có con mắt nhìn như thế nào. Không có chiến lược gì ở đây cả. Tất cả sự nỗ lực của Kiên từ đầu hành trình tới giờ, mọi người và rõ hơn là ban giám khảo họ có thể nhìn thấy và công nhận điều đó. Đến bây giờ thì các bạn đã có những cái danh hiệu và đã đội được những chiếc vương miện ở trên đầu. Khi mà mình có được một cái vị trí rồi, dĩ nhiên nó sẽ đi kèm với áp lực. Và có khi cái nào các bạn nghĩ là những cái áp lực này có thể sẽ quá lớn trong một cái hành trình dài đương nhiệm với nhiều thử thách, với nhiều biến cố không? Và các bạn nếu như có thì các bạn sẽ sẵn sàng đối mặt với nó như thế nào? Đối với em thì em không có dùng từ áp lực mà em dùng nó là động lực, bởi vì em vẫn luôn đi trên cái hành trình của mình với một cái tâm thế tích cực nhất có thể và em cố gắng làm hết mình. Còn nếu mà có những cái sóng gió, những cái trắc trở thì em nghĩ nó là điều không thể tránh khỏi và em cũng cố gắng làm hết mình để có thể tránh những điều đấy. Nhưng mà nếu mà giả sử mà có những cái thật sự khó khăn thật và trắc trở thật thì em nghĩ rằng là em vẫn giữ cái tâm thế tích cực như thế này để đối mặt và tìm hướng giải quyết. Thực sự thì có những lúc mình sẽ nghĩ là ok, mình sẽ lạc quan, mình sẽ tích cực. Nhưng mà sẽ có những cái thời điểm mà em, dĩ nhiên đó là vấn đề tâm lý và mình sẽ không biết trước được điều gì cả. Và dĩ nhiên em sẽ đi qua một cái giai đoạn gọi là gì, đệm cùng của cảm xúc. Thì khi đấy thì trong cái câu chuyện là em ở trong cái cảm xúc của em nó rơi vào điểm đáy thì em sẽ phải mong muốn làm thế nào mình thoát được nó, đúng không? Nhưng mà trên đầu em thì đã có vương miện thì nó bỗng nhiên nó trở thành tự do trong khuôn khổ. Vậy thì lúc đấy em sẽ lựa chọn là chính mình hay là em sẽ lựa chọn tự do trong khuôn khổ? Em hiểu cái vấn đề này và bản thân em khi mà đã mang trên mình cái vương miện này và mang cái xác này thì em sẽ đề cao cái sứ mệnh
của mình, đề cao cái hình ảnh của mình phải làm gì để xứng đáng với nó, bởi vì ban tổ chức và cuộc thi đã trao cho em và em không thể nào em phụ lòng mọi người được. Còn nếu mà em gặp ở một cái điểm đáy của một cái sự khó khăn mà bản thân mình không thể nào mà đối mặt được nữa, mình không thể nào dùng cái sự lạc quan của mình đối mặt được nữa, thì em vẫn tự tin là bản thân mình có một cái chỗ dựa tinh thần rất là vững chắc, đó là gia đình. Thì lúc đấy em nghĩ là em sẽ tìm sự giúp đỡ từ bố mẹ hoặc là từ anh chị để có thể em vượt qua được cái giai đoạn đấy và em có được một cái đường lối đi nó đúng đắn nhất. Tức là những lúc đấy mình sẽ tìm được với gia đình mình. Đúng rồi ạ. Em có nghĩ cái việc tự do trong khuôn khổ là một điểm tốt không? Em thấy nó là điều mà chắc hẳn là mọi người đều hướng đến, và bản thân em cũng không là ngoại lệ. Em vẫn muốn bản thân mình đi những bước thang và tốt hơn từng ngày, và nó vẫn có những cái khuôn khổ cho bản thân mình để bản thân mình có thể đi được đúng hướng. Và em nghĩ là em có thể làm cho bố mẹ tự hào về em vì có một người con là tự lập và trưởng thành chín chắn. Ok, còn cái kia? Về việc tự do trong khuôn khổ thì em nghĩ là trước giờ em như thế nào thì em vẫn như vậy thôi. Chẳng qua là do suy nghĩ của mình cũng như là mình có đủ chín chắn hay không. Mình vẫn tự do nhưng mà ở trong khuôn khổ đúng đạo đức, và cũng như là không làm trái lương tâm, hoặc là mình không lâm vào những tệ nạn, hoặc là mang với hình ảnh là một cô á hậu, thì mình phải chứng minh nhiều hơn, cũng như là mang được nhiều điều tốt đẹp chứ không phải là những hình ảnh xấu để lan truyền tới mọi người. Mình nghĩ là mình vẫn là chính mình thôi, mình không phải tạo cho mình một hình ảnh mà để cho quá hoàn hảo, để cho mọi người kỳ vọng vào đó như quá nhiều. Nói một chút về chuyện tình cảm đi. Mẹ có tiết lộ là hiện tại thì hình như là Kiên có người yêu rồi đúng không? Em chưa. Nhưng mà hôm trước chị có nói chuyện với mẹ thì mẹ bảo là hình như có. Vậy có. Chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Vậy thì em có nghĩ là đến sau này, trong cái thời gian sắp tới, dĩ nhiên là mình sẽ có được những cái gọi là sao ta? Mình sẽ có những cái mối quan hệ mới đi. Thì trong cái thời gian này thì Kiên nghĩ là Kiên sẽ một lòng đón nhận nó như thế nào? Và cái gu người mà em chọn thì sẽ như thế nào? Trước mắt thì Kiên đang đương nhiệm, thì Kiên sẽ phải hoàn thành trách nhiệm và cũng như là bổn phận của mình cho cái sứ mệnh của mình, và mình phải thực hiện nó như thế nào một cách trọn vẹn nhất. Về việc tình cảm thì Kiên nghĩ là ở độ tuổi 19 mình nên tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn, tại vì Kiên nghĩ là ở thời điểm hiện tại Kiên vẫn chưa có một sự nghiệp vững vàng và cũng chưa có một cái đầu chín chắn để mà chọn tình yêu hoặc là chọn hình mẫu lý tưởng cho mình cả. Tại vì Kiên luôn luôn nghĩ trong đầu là chắc chắn mọi người ai cũng sẽ như vậy, là may tầng nào thì sẽ gặp may tầng đó. Khi mà mình ở một phiên bản tốt nhất, và cũng như là mình là một người giỏi, mình sẽ tiếp xúc và cũng như là làm việc với những người giỏi hơn mình, thì hình mẫu lý tưởng sẽ tự tìm đến, chứ không phải là mình đi tìm người ta. Nhưng mà một cái gu nào đấy có, em có chứ, có một cái gu người mà em chọn? Thực ra thì gu thì em cũng không có đặt cho mình một người quá hoàn hảo. Chỉ cần người đó có vẻ ngoài ưa nhìn thôi. Và về tính cách thì em đề cao sự tinh tế cũng như là đạo đức tốt. Okay. Còn với Hiền thì sao? Với em thì để mà nói về gu bạn trai của em thì thật ra là em không đặt ra một cái chuẩn nào cho cái gu của mình hết. Tại vì em thấy là đa số mọi người thường hay đặt ra cho mình cái gu bạn trai, xong rồi cuối cùng cũng yêu một người mà chưa chắc đã là đúng chính xác trong cái gu đấy. Thế nên là em thấy là cái việc mà mình đặt ra một cái tiêu chuẩn nó cũng hơi giống như kiểu tiêu chuẩn kép, thì nó cũng hơi vô nghĩa. Đối với em thì về tình yêu thì khi mà mình gặp được đúng người, mình cảm thấy yêu người ta thì nó là yêu thôi. Chỉ cần người đó, người ta khiến cho em nể phục, người ta có được những cái đạo đức, những cái tính cách tốt. Và em chắc chắn rằng nếu mà sau này em gặp một người mà em yêu thì người đấy phải là người tốt và người tài giỏi đã, có thể chỉ dạy cho em nhiều thứ đã. Nên là
Em nghĩ là bao giờ em gặp tình yêu thì em sẽ yêu thôi, chứ em không có nghĩ nhiều về gu. Okay. Có một câu nói đấy là gì? Một ngày làm hoa hậu, một đời sẽ làm hoa hậu. Cũng như là các bạn là hậu thôi, đúng không? Tức là khi mà một ngày mà mình đội cái vương miện đấy thì một đời mình sẽ đội cái vương miện đấy, và mình sẽ sống với cuộc sống của những chiếc vương miện đấy. Còn các bạn thì sao? Các bạn có lựa chọn mình sống theo những cái gì mà mình tức là mình sẽ chọn sống theo cái kiểu là khi mình đội vương miện như thế nào thì mình tháo ra nó như thế đấy. Tức là không chỉ không nói trong một cái nhiệm kỳ của các bạn đâu, mà nó sẽ phải trong nhiệm kỳ cả xuyên suốt cả một cái cuộc đời của các bạn. Em tin chắc rằng khi mà ban tổ chức và ban giám khảo đã lựa chọn em để trao cho em cái danh hiệu này thì chắc là họ cũng nhìn được cái những cái tố chất của con người bọn em như thế nào, và em nghĩ rằng em tin rằng là bản thân mình vẫn sẽ giữ luôn giữ được cái những cái phong độ này và những cái phẩm chất này để nó xứng đáng với lại ngôi vị Á hậu một của Miss World Việt Nam. Và kể cả sau này có hết nhiệm kỳ thì em nghĩ là em vẫn như thế, chỉ là em ở một phiên bản tốt hơn, nhưng em vẫn có những cái phẩm chất như thế. Chị hỏi kinh nghiệm một xíu đấy là gì? Đấy là chị Hà ấy, Hà thì đã không còn ở trong showbiz, Hà đến với kinh doanh. Còn với em thì sau khi kết thúc nhiệm kỳ thì em có nghĩ là mình sẽ đến với kinh doanh hay như chị gái của mình không, hay là mình sẽ có một cái lối đi nào khác? Nếu mà nói chuyện tương lai thì em cũng chưa chắc chắn, không có một cái gì là chắc chắn. Bản thân em thì đối với em là những cái dấu mốc là những cái nấc thang, và em sẽ luôn luôn tìm những cái nấc thang cao hơn để mình chinh phục, và mình luôn tìm đến những cái lĩnh vực mới, những cái mảng mới để mình khám phá bản thân mình, cái con người mình. Thế nên là em không đặt bản thân mình trong một cái khuôn khổ nào hết. Có thể bây giờ em là hoa hậu nhưng mai sau em sẽ, có thể là em sẽ đi ra ngoài và khám phá những cái lĩnh vực khác, và để xem là mình phù hợp với cái gì, mình thích cái gì. Em chưa bao giờ em đặt mình ở trong một cái khuôn khổ nào hết. Thế nên là em đang trên con đường gọi là khám phá thế giới. Còn với kia Về định hướng tương lai là một hình mẫu mà mình đang theo đuổi, đó chính là một người truyền cảm hứng. Và Kiên nghĩ là để trở thành một người truyền cảm hứng thì mình phải có rất là nhiều kinh nghiệm, và trong tương lai sắp tới Kiên sẽ phải thử sức và cũng như là tham gia nhiều hoạt động xã hội để cho mọi người thấy là góc khuất của xã hội ngoài kia vẫn còn rất là nhiều thứ mà để cho những người như mình họ có tiếng nói và họ phải làm và chứng tỏ nhiều hơn cho xã hội nhìn thấy. Và có rất là nhiều người còn khó khăn ngoài kia cần được giúp đỡ, và con người chúng ta ai ai cũng có lòng tử tế cả, và chúng ta nên thể hiện nó nhiều hơn. Và Kiên đang trên con đường chinh phục cái hình ảnh đó, và để trở thành một người truyền cảm hứng thì Kiên phải mạnh mẽ và cũng như là bản lĩnh hơn rất là nhiều. Chị nói một xíu về cái câu chuyện truyền cảm hứng mà em đang muốn hướng tới. Đấy là gì? Liệu là em trong cái hành trình đấy thì em có nghĩ là mình sẽ gọi là rewind lại tất cả những cái gì mà em đã gặp trong quá khứ, câu chuyện hoàn cảnh khó khăn của mình để mình đưa đến mọi người không? Thực ra thì mình như thế nào thì mình mang cái con người chân thật của mình như thế đó ra để mà mình chia sẻ với mọi người thôi, chứ mình không có một sự sắp xếp xác định gì trước đó cả. Và mình nghĩ là mọi người ai cũng sẽ có những câu chuyện riêng của mình, và chúng ta nên lan tỏa nó nhiều hơn, bởi vì hoàn cảnh hoặc là những cái câu chuyện của mình không phải là đặc biệt mà có rất là nhiều người đồng cảm với nó. Và mình khi mà mình chia sẻ thì sẽ có nhiều người họ thấy bản thân họ trong câu chuyện của chính mình, và cũng như là mình sẽ truyền cho họ một cái động lực, cũng như là họ sẽ được truyền lửa nhiều hơn. Và Kiên đã được nhiều bạn cũng như là khán giả đón nhận, và họ có nhận xét là Kiên đã có sự và Kiên đã có được sự đồng cảm từ các khán giả và những cái bạn đồng trang lứa của mình á, cho nên là Kiên cảm thấy rất là vui, tại vì một phần nào đó mình chia sẻ với họ, dù chỉ là qua màn ảnh thôi, nhưng mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó. Nhưng mà có một vài cá nhân ấy, thì người ta sẽ không thích cái câu chuyện là mình sẽ đưa lại quá khứ quá nhiều lần. Bởi vì đến một ngày tự nhiên em thức dậy, em gõ tên em, xong em tìm là ví dụ như là Huy Minh Kiên, cô gái có đi lên từ hoàn cảnh đặc biệt, hay là có gọi là mình không mất trọn vẹn á, thì
trong cái hành trình đi truyền cảm hứng của em thì em có sẽ thường xuyên nói lại về những cái quá trình của mình, về cái tuổi thơ của mình hay là những cái điều mà mình đã từng gặp phải hay không? Để chia sẻ thật lòng thì Kiên muốn nói là nếu mà chúng ta chia sẻ một câu chuyện mà lặp đi lặp lại quá nhiều lần thì điều đó cũng không nên, tại vì đôi khi người ta sẽ không tập trung và cũng như là không hiểu được rằng là thông qua câu chuyện đó mình có một cái nguồn động lực như thế nào mà họ chỉ tập trung vào việc là mình lặp đi lặp lại câu chuyện đó quá nhiều lần cũng như là sống trong quá khứ quá nhiều. Thì Kiên nghĩ là vì chính như cái câu nói đó thì mình sẽ phải trải nghiệm nhiều hơn để có nhiều kinh nghiệm, và ở độ tuổi không mấy là trưởng thành như Kiên thì đang trên con đường trải nghiệm nhiều cũng như là có những vấp ngã, và từ những vấp ngã đó thì mình có nhiều bài học và mình sẽ mang đến với mọi người nhiều câu chuyện hơn chứ không riêng là về chuyện quá khứ. Chị thấy trong những ngày gần đây thì truyền thông đang dấy lên rất là nhiều cụm từ, ví dụ như là mẹ của Á Hậu 2 Miss World Việt Nam 2023 làm kinh doanh, gọi là đi bán hàng, và có những cái cụm từ thậm chí có ra những cái key là giúp việc. Vậy thì em cảm thấy như thế nào với những cái truyền thông như thế, với cụm từ như thế? Em thấy trường hợp của em không phải là duy nhất, và ngoài em ra đâu đó ngoài kia nhiều bạn gái, nhiều bạn trạc tuổi em, họ là nhiều hoàn cảnh khác, họ có bố mẹ làm những công việc không những công việc như là lao công nè, rồi có những người trẻ họ đã từ gia đình, từ hoàn cảnh đó và họ phấn đấu và họ trưởng thành để nuôi nấng gia đình của mình lên rất là nhiều. Và khi mà search cái cụm từ Á hậu 2, mẹ của Á hậu 2 như vậy á thì Kiên cũng thấy điều đó là bình thường thôi. Kiên cũng không có gì là bất ngờ hoặc là tự ti gì cả. Tại vì một phần là mình đã thấu hiểu cũng như là cho người khác thấy là mình đã nỗ lực hơn rất là nhiều rồi. Cho nên là Kiên vẫn rất là vui vẻ khi mà truyền thông như vậy. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục diễn biến như thế này thì em nghĩ sao? Em nghĩ là một thứ mà cứ lặp đi lặp lại hoặc là diễn ra quá nhiều thì cũng không nên. Cho nên là em sẽ thực hiện bản thân mình với những nhiều hoạt động khác nhiều hơn chứ không phải là ở riêng cái câu chuyện của em ở trong vòng người đẹp bản lĩnh nữa. Cái gì quá nhiều thì cũng không tốt. Cho nên là em nghĩ là báo chí cũng như là truyền thông sẽ nên tập trung và định hướng và những cái định hướng mà tụi em sắp làm sắp tới chứ không phải là ở riêng những cái cụm từ và hoàn cảnh của em nữa. Rồi, chị cảm ơn. Quay lại một xíu với Hiền ha. Thấy có vẻ buồn ngủ lắm rồi. Cái điều gì mà em tiếc nuối nhất trong cái hành trình đến với Miss World Việt Nam 2023? Cái điều khiến em tiếc nuối nhất ở trong Miss World là em chưa thật sự có một cái câu trả lời ứng xử xuất sắc như là em mong đợi, như là em mong muốn. Thế nhưng mà em nghĩ là đâu đó nó cũng sẽ là cái động lực để sắp tới em sẽ hoàn thiện hơn, sẽ làm được nhiều thứ hơn với cái danh hiệu này. Và cái điều đấy thì sẽ được chứng minh ở trong tương lai. Ok, các bạn gửi lời cảm ơn quý vị khán giả và lời chào đến trong Sau khoảng thời gian mà Kiên và Đào Hiền sau khoảng thời gian mà Minh Kiên và chị Đào Thị Hiền đã chia sẻ những cái tâm tư và Kiên và chị rất là mong mọi người sẽ đón nhận và cảm ơn khán thính giả đã theo dõi Báo Thanh Niên, và Kiên xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả.